Hello, hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Thiện Kim Trang bên em. Thì hôm nay để thay đổi không khí thì em giao lưu đến cả nhà cái cây bông trang hồng phấn. Hồng phấn Trang Thái nha cả nhà. Và gốc này là cả nhà mua về để uống bonsai rất là đẹp. Hiện là gốc to, hoa đều cây hết rồi. Nguyên cây gốc ảnh xum xê hoa hết rồi. Cả nhà mua về thì chỉ chỉnh sửa chút để cho vào chậu xanh để làm bonsai rất là đẹp. Cả nhà yêu thích thì để lại comment bên dưới, số điện thoại em sẽ liên hệ lại. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.